Xưa đây con ở trong tim Ngài. Chúa ơi, qua Ngài con được sống. Nguyện đời con phan chiếu ánh sáng Ngài, là một của lễ dâng lên Chúa. Giờ đây con ở trong tim Ngài. Chúa ơi, qua Ngài con được sống. Nguyện đời con phan chiếu ánh sáng Ngài, là một của lễ dâng lên Cha. Ngày xưa Ngài đã biết con đến thế gian để đưa con về với Cha. Niềm vui tràn đầy trong tâm này, con giơ đôi tay lên hòa dâng lên câu chúc ta. Muôn vui Chúa, muôn Chúa Giêsu đã chết thế vì cao quý. Amen, amen, đúng vậy cha ơi. Giêsu là vua muôn vua, Chúa muôn Chúa, đã chết thế cho chúng con đây. Ngài đã thay thế chỗ cho chúng con rồi. Ô cha ơi, tất cả mọi việc đều xưng ích cho những ai yêu mến cha. Cha ơi, tất cả những công việc mà chúng con làm trong quá khứ, hiện tại và tương lai, với những điều mà chúng con thiếu sót, cha cho chúng con nhìn nhận ra những điều đó để mà cho chúng con được lớn mạnh. Chúng con nhìn ra được điều sai trái của chúng con, để chúng con bước đi trên con đường của Ngài, để hạ mình khiêm tốn, để mà Ngài dạy dỗ cho chúng con là những người mà cha đã yêu thương. Cha kêu gọi chúng con theo như ý của cha định cho chúng con cha. Nhờ như vậy chúng con mới đi theo bước đường của Chúa Giêsu, để mà làm theo những cái mạng lệnh của Ngài. Vì chúng con là những người mà cha đã biết trước, cha đã tiền định cho chúng con được trở nên đồng hình đồng dạng với con của cha, để mà con của cha là chính Chúa Giêsu Christ đó, Ngài là trưởng tử giữa một đàn em đông đúc. Chúng con được nhận Chúa Giêsu không những người anh, người chồng, người thầy, mà chúng con đang có được mối quan hệ tình yêu trong Chúa Giêsu. Chúng con lại có được một tình cha cao cả nữa cha. Ô cha ơi, chúng con cảm tạ ngợi khen cha. Cha đã tìm định cho chúng con, cha kêu gọi từng anh chị em của chúng con để trở nên là những người công chính. Cha xưng chúng con là những người công chính, thì việc của chúng con có được ân điển qua sự chết và sự sống lại của Chúa Giêsu, Ngài đổ Thánh Linh xuống đầy dẫy cho chúng con, để chúng con có sức mạnh toàn thắng của sự sống lại của Chúa Giêsu, ân điển của Ngài và đức tin mà Ngài tăng trưởng cho chúng con mỗi ngày đây, để chúng con đạt tới điều mà cha muốn cho chúng con, ý tưởng của Ngài, và cho chúng con được hưởng phúc vinh quang của Ngài ngay từ đời này cha. Chúng con cảm tạ tình yêu thương của cha cho chúng con, đời sống của chúng con ca tụng tình yêu của cha, ca tụng lại sự công bình của cha, ca tụng sự thánh sạch của cha. Cha ơi, còn điều gì hơn nữa như vậy cha? Tất cả những gì mà cha đã ban cho chúng con rồi, ngay chính con một của cha mà cha cũng chẳng tiếc, cha đã trao nộp hết thảy cho chúng con rồi. Một khi cha đã trao người con đó, lẽ nào cha lại chẳng rộng ban cho chúng con tất cả? Ô cha ơi, thật tuyệt vời thay, ai có thể buộc tội chúng con đây? Chẳng lẽ cha đứng đã làm cho chúng con nên công chính, ai sẽ kết án chúng con? Chẳng lẽ đứng Christ, đứng đã chết cho chúng con, và nay Ngài đang ở bên hữu cha để cầu nguyện cho chúng con nữa, cầu thay cho chúng con, để cho chúng con thi hành những công việc còn lại mà Chúa Giêsu đã trao cho chúng con ở trên đất này. Ô cha ơi, không ai có thể tách chúng con ra khỏi tình yêu của đấng Christ. Ô, nào là gian truân, đói khát, khốn khổ, hiểm nguy, bắt bớ, gươm ráo. Ô, tất cả những điều đó như lời đã có chép là chính vì Chúa mà mỗi ngày chúng con bị giết, bị coi như bầy cừu để sát sinh.
Nhưng cha ơi, tất cả những thử thách ấy, chúng con toàn thắng nhờ đấng đã yêu mến chúng con, cha. Ô, nhờ đấng đã yêu mến chúng con, chính Chúa Giêsu, Ngài đã là hình ảnh vô hình của cha để yêu mến chúng con. Dẫu là những cái bậc thượng giới thần thiên, ma vương quỷ lực hiện tại tương lai, hoặc bất cứ một sức mạnh nào trên trời cao hay là vực thẳm, bất cứ một thụ tạo nào khác, không có gì ngăn cách được chúng con ra khỏi tình yêu của cha mà cha thể hiện trong đấng Christ Jesus con yêu dấu của Ngài. Cha ơi, chúng con cảm tạ tình yêu này cha ban cho chúng con, Đức Thánh Linh, Ngài đã ấn chứng trong đời sống của chúng con rồi, Ngài ấn chứng trên người thầy của Nguyễn Mạnh Cường của chúng con, trên từng anh chị em của chúng con trên đội quân đặc nhiệm này rồi cha. Chúng con bước đi trong sự đắc thắng trận chiến, mà mỗi một trận chiến là chúng con được đắc thắng, bởi vì đấng mà chúng con tôn thờ là đấng thắng trận, là đấng Giêsu vua muôn vua, Chúa muôn Chúa cha. Giờ đây anh chị em của chúng con hợp lòng để bước vào chiến trận trong tâm linh mà cha đã sinh lại chúng con. Chúng con biết ơn Ngài, linh hồn của chúng con đã được cứu, chúng con có thần của Ngài để làm trọn phần cứu rỗi này, và thân thể của chúng con đây, chúng con là bình không để cho Ngài sử dụng thân thể của chúng con là khí cụ của Ngài để Ngài sai phái chúng con làm cái công việc ở dưới đất này cho Ngài, chứ bởi vì chúng con khẳng định vương quốc của Ngài ở đất này chứ ạ. Và chúng con ở trong niềm tin xác tín, chúng con sẽ có một thân thể mới khi Ngài trở lại, chúng con được đồng cai trị với Ngài trong vương quốc ngàn năm và cõi đời đời. Con cảm tạ ngợi khen Cha trong danh của Chúa Jesus Christ. Amen. Amen. Tạ ơn Chúa, ngợi khen Cha. Hallelujah. Thank Chúa, cảm ơn chị em yêu quý, chúng ta cùng nhau cùng cuộc chiến Ukraine và Nga. Tạ ơn Chúa vì Ngài cho chúng ta được quyền cai trị với Ngài và được trở thành cái người quản lý và phân phát là mầu nhiệm của Đức Thiên Đàng, và trong đó có bí mật về cuộc chiến Ukraine Nga nữa. Chúng ta biết cuộc chiến Ukraine và Nga ấy, nó chỉ là cái hình chiếu, nó chỉ là cái thể hiện của cái cuộc chiến nỗ lực giữa ma quỷ Babylon ấy, nó ngăn cản vương quốc Tin Lành vương quốc Chúa được giảng ra khắp quá vũ trụ mà thôi. Amen. Nên cuộc chiến ấy nó thể hiện việc đó. Bởi vì Ukraine được chọn như là cái nôi của Tin Lành vương quốc Chúa mà thế gian và các hội thánh đến ngày nay vẫn chưa nhận thức biết thế nào là vương quốc Chúa Trời, Tin Lành vương quốc Chúa là cái gì, chưa thể hiểu điều đó. Và sự phán xét khởi từ nhà Chúa Trời ở cuộc chiến Ukraine Nga nó còn thể hiện như là chiến nỗ lực giữa hệ tư tưởng cộng sản ấy, nó nỗ lực nó quay trở lại để nó thống trị lại đất nước, các dân tộc và thế giới. Còn Ukraine như cái nỗ lực của nhân loại ấy, là thoát ra khỏi ách cộng sản, khỏi ách ma quỷ. Nó có nhiều ý nghĩa. Ngoài cái, những cái sự và chúng ta hiểu một cách rất dễ hiểu là cuộc chiến giữa hai quốc gia, rồi các thế lực bên phương Tây, rồi Nga, ABC các thứ thôi. Rồi trong lịch sử, rồi trong quá khứ, những cái thứ, chuyện đấy chuyện và thôi. Những cái chuyện mà cái bản chất của nó đấy, thì chúng ta nhìn bản chất của nó, chúng ta sẽ nhìn thấy cả hình thức nó sẽ tiến hành ra sao. Và chúng ta nhìn thấy cả cái diễn biến cùng cái kết cục nó ra sao nữa. Amen. Khi chúng ta hiểu bản chất đấy. Nên cuộc chiến này nó còn kéo dài một thời gian nữa, kéo dài đến khi mà hội thánh của Đức Chúa Trời tại Ukraine và Nga đấy, họ nhận thức được rằng bản chất của chiến là sự thể hiện giữa nỗ lực ma quỷ nó ngăn cản Tin Lành vương quốc của Chúa mà được giảng ra từ Ukraine, để Ukraine được chọn cái nôi Tin Lành của Đức Chúa Trời, và để họ cũng nhìn thấy cái bản chất, cái thần mà mạnh sức ở trong cuộc chiến này đấy, thì đó là quỷ cộng sản, con quỷ đỏ cộng sản, ngoài ma quỷ ra rồi là quỷ cộng sản, và cái lực lượng, cái thần mạnh sức nữa mà chúng ta nhìn thấy thần linh là linh con người đấy, đó là Babylon và các đảng cộng sản đổi màu, đang mang đảng phản động quốc sự phát xít đổi màu. Và tất nhiên trong bất cả cuộc chiến nào nó đều có mang, chắc chắn nó có mảng sắc của tôn giáo tâm linh, anh chị em ạ. Không kể anh đi xem bất kể cuộc chiến nào nó đều có màu sắc tâm linh cả. Ngay cả cuộc chiến cộng sản có nói quỷ tôn giáo mà, tôn giáo cộng sản đánh nhau với tôn giáo ABC nào đó thôi. Tôn giáo cộng sản đánh nhau với tôn giáo Tin Lành, đánh nhau với tôn giáo Công giáo, đánh nhau với tôn giáo Phật giáo, Hồi giáo thôi, tất cả các loại tôn giáo đánh hại nhau. Mà đứng sau tất cả tôn giáo là các quỷ. Và cái tôn giáo nguy hiểm nhất là tôn giáo Tin Lành, anh chị em ạ. Cái đạo Tin Lành ấy là một sự kinh tởm nhất trước mặt Chúa Trời. Cái đạo Tin Lành mà chúng ta cứ bị nhầm tưởng, chúng ta hay bị lạm dụng cái từ đấy, thực ra cái từ tôn giáo Tin Lành ấy làm sự ghê tởm trước mặt Chúa Trời, sự kinh tởm nhất ấy, sự bẩn thỉu nhất và khốn nạn nhất. Cái sự mà ví dụ đạo đó đạo kia ấy, nó không khốn nạn và ghê tởm bằng đạo Tin Lành đâu. Amen, anh chị em ạ. Bởi đạo Tin Lành ấy nó lấy luôn cái gì ạ, cái danh của Đức Chúa Trời, nó ăn cắp lời Chúa Trời đó, để nó biến hóa ra cái cách để lừa được con người. Nên đạo Tin Lành hay tôn giáo Tin Lành là một sự ghê tởm nhất
Chính thế tại sao Chúa Giêsu ấy, ngài khi ngài đến thế gian ấy, khi Chúa Trời ngài xuống thế gian ấy, ngài mắng rất nặng những gì ạ, những giáo chủ của đạo tôn giáo do thế giáo đấy, thấy chưa anh chị em? Amen. Ngài ra mắng, quả mắng người dân Juda, ngài quả mắng các hồng y giáo chủ lúc đó, các lãnh đạo tôn giáo lúc đó, vì tôn giáo sự ghê tởm trước mặt Chúa Trời, vì đứng sau nó là các quỷ, tôn giáo và cái nỗ lực của con người của Babylon ấy, bản tôn giáo nó nỗ lực con người để thay thế cái quan hệ sống động giữa con người với Chúa Trời như cha với con, như nó tạo hóa với đạo vật yêu dấu của ngài bằng những hình thức lễ nghi đốn mạt ở đó dưới cái danh của Chúa Trời, đấy, lấy lời của Chúa Trời ra phụ họa ra để mà rắc muối, rắc tương, rắc ớt bột vào đó để cho nó thêm sinh động hơn tí thôi, để mà dối trá, để mà lừa được con người. Vậy ma quỷ nó lừa con người, nó lấy kinh thánh nó lừa được, chứ nếu mà nó không lấy kinh thánh thì nó không thể lừa nổi anh chị em ạ. Chỉ có lẽ thật thôi mà chúng ta ấy, thì được Chúa dẫn vào trong sự tương giao với Chúa trong trái tim của ngài, vì chúng ta hát bài hát giờ đây con ở trong tim của ngài mà. Đấy, vì chúng ta trong tim của ngài, chúng ta nghe thấy lồng ngực của ngài, chúng ta như là răng ngày xưa ấy, áp đầu vào ngực của Chúa Giêsu ấy, áp đầu vào ngực của Đức Chúa Trời. Đấy, và chúng ta nghe thấy tim của Chúa, chúng ta nhìn thấy, nghe thấy nhịp đập của Chúa, hơi thở của Chúa, và vì thế mà chúng ta hiểu được lòng của Chúa, ý tưởng của Chúa. Tương tự như ngày xưa, lúc nào đó mà ông Môi-se đấy, ông ấy lãnh tụ của dân Israel, ông ấy biết được đường lối của Chúa, biết là Chúa sẽ đi thế nào, đến chỗ này biết là sẽ Chúa sang phải, Chúa sang trái, Chúa sẽ quẹo phải, 100 mét nữa sẽ đi thẳng, 20 mét nữa sẽ rẽ phải, 30 mét nữa rẽ trái. Họ tưởng biết đường lối của Chúa Trời, còn dân Israel ấy thì chỉ biết công việc của ngài thôi. Tạ ơn Chúa là Chúa cho chúng ta biết đường lối của ngài nhờ cái cách mà quan hệ tương hỗ, tương giao của chúng ta với Chúa như cha với con, và khi phát triển lên rồi thì như vợ chồng sắp cưới. Amen. Anh chị vẫn nghe rõ chưa? Rõ. Nói qua là một chút tình hình hiện tại của cuộc chiến Ukraine Nga này, thì Ukraine Nga đến ngày hôm nay thì Nga gần như là chiếm được thành phố Mariupol, là thành phố chiến lược rồi. Nhưng kể cả họ có chiếm được thành phố chiến lược chăng nữa đấy, thì họ sẽ chuẩn bị hứng một đòn phản công cực mạnh của dân Ukraine, quân Ukraine. Từ tháng khoảng cuối tháng 5 này đến đầu tháng 6 ấy, là khi mà quân Ukraine họ nhận được đủ vũ khí hạng nặng ấy, họ sẽ tổ chức phản công. Và tại sao ngày hôm qua Tổng thống Ukraine và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, nói chung chính quyền Ukraine đã ra lệnh luôn cho các binh lính của quân Ukraine tại cái đồn lũy cuối cùng là Mariupol ở thành ở cái nhà máy thép là Azovstal ấy, là sao ạ? Bảo toàn lực lượng của mình. Họ không dừng từ đầu hàng, bởi vì thực sự là họ không đầu hàng anh chị em ạ. Amen. Những người lính họ không đầu hàng, họ sẵn sàng tử thủ mà. Nhưng mà nhiệm vụ họ đã xong rồi, là họ đã cầm chân được quân địch hơn 2 tháng trời, để cho trong vòng 2 tháng đấy là lực lượng của quân đội chính quy của Ukraine ấy, họ củng cố được lực lượng, họ tiếp nhận được vũ khí hạng nặng từ phương Tây, họ chuẩn bị được các công sự, họ chuẩn bị được tất cả các cơ sở quân sự đấy để chuẩn bị phản công, chuẩn bị tập kích. Vì thế nhiệm vụ của họ là xong rồi. Vì thế tại sao họ nói rằng là sứ mạng giữ của các anh hùng tại thành phố Mariupol đã kết thúc rồi. Mariupol đã kết thúc, vì thế mà họ có thể là bây giờ là quan trọng nhất là vì thế ra cái mạng lệnh là họ Ukraine họ cần những anh hùng còn sống, không cần anh hùng cần anh hùng chết rồi thì không quan trọng lắm, nhưng anh hùng còn sống thôi, họ cần những người anh hùng bảo toàn tính mạng, nên họ ra lệnh cho người lính tại Mariupol ấy là sao ạ? Bảo toàn tính mạng, tức là buông vũ khí đấy anh chị ạ, hạ vũ khí, nhưng không đầu hàng, họ không dùng đầu hàng đây. Mặc dù truyền thông cộng sản phản động ấy, thì nó nói là đầu hàng, và các nước chư hầu đấy ăn bám đấy, bò đỏ thì dư luận viên bò đỏ thì họ gọi đầu hàng, nhưng đây không đầu hàng. Đây chúng ta hiểu đầu hàng là khác, đầu hàng là khi khuất phục, khi họ thua, chịu nhục, chịu thua. Còn đây họ không chịu thua, đây là cái lệnh của người kia, họ xong nhiệm vụ rồi mà thì không đầu hàng nữa, họ bảo toàn lực lượng thôi, bảo toàn mạng sống trước này, sau đó sẽ bảo toàn sự tự do. Đầu tiên là giữ mạng sống cho những người đi trước đã này, để tuyên vinh họ sau này mà. Thì họ đang nằm trong tay của quân Nga. Họ được chữa trị vết thương không phải do quân Nga, bởi quân Nga nó muốn giết hết tất cả những người này mà. Nó dùng các loại vũ khí bom chùm hóa học, phosphor, rồi bom chân không cũng như tên lửa nhiệt áp để tấn công nhà máy Azovstal cả 2 tháng trời qua đấy.
mà không làm gì, hầu như không làm gì nhiều cả, không tấn công nổi. Và dưới áp lực của Liên Hợp Quốc và đã tổ chức ra cái đường dây rồi để mà tổ chức ra cái cuộc mà sơ tán những chiến sĩ tại Mariupol này. Tất nhiên quân Nga thì nó không chịu là để đưa đến một nước thứ ba hay là đưa sang đâu sang sang vùng kiểm soát của quân đội chính phủ Ukraine, mà nó phải đưa về đất của nó để nó thì nó mới chịu nhượng bộ, để nó coi như đến một sự tù binh, nó coi như đến một sự đầu hàng, nó coi như thế nó sẽ tăng cường nhuệ khí của quân phản cách mạng, quân phản động cộng sản Nga đang xâm lược Ukraine, họ coi như vậy. Nhưng thực tế thì tinh thần chiến đấu của quân Ukraine lại ngược lại, không hề lao núng trong chuyện đó cả, vì họ không đầu hàng mà. Vì thế các quân đội khác ấy, họ đang chuẩn bị lực lượng phản công. Và ngày hôm nay thì quân Ukraine đã đánh bật được quân Nga ra khỏi cái vị trí ở Kharkov chẳng hạn này, Sumy này, và đẩy quân Ukraine, quân Nga ấy, ra tận biên giới luôn rồi, ra tận biên giới trở lại của Nga đấy, đã đánh bật ra khỏi đất nước Ukraine ở cái vùng Kharkov rồi, vùng miền Bắc và Đông Bắc rồi. Bây giờ họ sẽ đảm bảo nó để cắt luôn cả cái vị trí của họ, của quân Nga ở phía Nam nữa. Nói chung một cuộc chiến này sẽ còn đến cuối năm này nữa, là ít nhất chúng ta nói từ 3 tháng đến 3 năm, mà từ 3 tháng 3 năm. Hallelujah, anh chị vẫn nghe rõ chứ? Bây giờ chúng ta cầu nguyện nhé, chúng ta sẽ hủy diệt tất cả cái sự gì về tôn giáo, chúng ta hủy diệt tà linh tôn giáo ở trong đây và các băng đảng tôn giáo ở đây đây, các hội đoàn tôn giáo ở đây, vì nó chính là nguồn gốc của nền văn hóa bệnh hoạn, chính nó là gây ra cuộc chiến tranh, chính nó gây cho dân của Chúa là trở nên còn điếm đĩ, nó khiến cho hội thánh địa phương của Chúa ấy trở thành là con điếm, như là Isen và Judah đấy, là hai chị em đấy quỷ quyệt đấy, đi tà dâm với nhau đấy, mà trong kinh thánh có chép. Mặc dù Chúa thương xót, nên vì chính thế Chúa thương xót nên Chúa sửa phạt và cho cuộc chiến xảy ra, như để như cái kịch bản của ngày lớn kiếp đêm mà chúng ta đã học trong trong tương lai cho Việt Nam rồi, phán xét Babylon ngày lớn kiếp đêm ra sao rồi. Vì đấy mà chúng ta cần đánh bật hết tất cả các tư tưởng tôn giáo, đánh bật tất cả các hội đoàn tôn giáo. Amen anh chị em ạ. Đặc biệt là tôn giáo Tin lành giáo là chúng ta đánh bật luôn, đánh bật tất cả tôn giáo Tin lành mà nó mang tên là danh của Chúa đấy, nhưng mà nó lại không làm theo lời của Chúa Trời, vì nó cứ sợ, vì nó là như là tà linh của sự mồ côi đấy. Đức Chúa Trời ấy, là Ngài đã lấy chúng ta về rồi nhá, đưa chúng ta về rồi để nhận làm con rồi, nhận cho chúng ta làm con đấy, qua Chúa Giêsu để cho chúng ta làm con rồi. Thế nhưng những kẻ đấy thì họ sao ạ? Họ không nhận Tin lành nước Chúa, họ không nhận được Tin lành vương quốc của Ngài, thành thử ra là họ lúc nào nghi ngờ Chúa, như như đứa trẻ mồ côi đấy, nó không có cha mẹ mà, nên lúc nào nó cũng nghi ngờ, nó nhìn tất cả mọi sự xung quanh ấy bằng con mắt hoài nghi, làm gì có chuyện đấy. Nó chỉ đến với Chúa như là đấng tạo, như đấng chữa lành, đấng giải cứu, đấng chữa bệnh, đấng cứu thế vậy thôi, chứ không phải là như cha thiên thượng, như là Đức Chúa Trời tuyệt vời của mình, không phải như Chúa của mình. Đến nỗi mà Chúa Giêsu phải phán là các ngươi gọi ta là Chúa là thầy mà không làm theo lời ta phán thì cả, và chỉ đến là đào mỏ Chúa thôi. Và ngày hôm nay chúng ta không thấy không thiếu những mục sư lãnh đạo hội thánh ấy, họ chỉ lấy cái chức vụ mục sư họ ra như là cái bình phong ấy, để mà nuôi cái bụng của họ đấy, dưới cái danh nghĩa là rao giảng Tin lành cho muôn dân, rao giảng đại mạng lệnh của Đức Chúa Trời. Nhưng thực ra cái đại mạng lệnh đâu có đại mạng lệnh, tức là khi mà họ nói thì cái đại mạng lệnh đấy, đấy cái tư tưởng thần học bệnh bạ bệnh hoạn đấy, nó coi cái chuyện là chỉ đi rao giảng Tin lành mấy cái lời lặt vặt đó, xong bắt tên nước cho người ta nhân danh Chúa Thánh Linh, Chúa Cha Chúa Con đấy, để bắt tên cho họ, thế là xong rồi, thế là xong bài đại mạng lệnh rồi. Thật là ngu dại. Chuyện đây trẻ con nó ngoáy mũi bắt là xong, nó làm xong chuyện đấy rất dễ dàng rồi. Đại mạng lệnh của Đức Chúa Trời là khiến khi mà Chúa Giêsu này các ngươi đi giảng Tin lành cho muôn dân, truyền dạy cho muôn dân tất cả những điều mà ta dạy đấy. Thế là có nghĩa là gì? Tức là tất cả thì lời Chúa, luật pháp của Chúa đấy là phải dạy hết, giữ cho dạy cho muôn dân và để cho họ sống theo cái lời đó. Và tất cả lời đó nói thì lời nói là Đức Chúa Trời dựng nên các ngươi theo hình và tượng của Ngài. Các ngươi là con của Đức Chúa Trời đấng chí cao, các ngươi là kẻ kế tự cơ nghiệp Đức Chúa Trời để quản trị cùng với Ngài. Amen. Các dân là tất cả lĩnh vực tâm linh, chính trị, kinh tế, thương mại, truyền thông, thể thao, văn hóa, nghệ thuật, khoa học, giáo dục, an ninh, quốc phòng, giải trí, đủ đủ tất cả các loại, chứ không phải chỉ dân là dân này dân kia thôi, nhưng mà dân chính trị là không động đến, dân truyền thông công nghệ là không động đến. Phù đấy, cái kẻ đấy nó không biết về Tin lành Đức Chúa là gì cả. Và khi Chúa nói rằng là nhân danh Cha Con Thánh Linh bát tên cho họ đấy,
thì họ lại cứ tưởng là bắp têm đó là nhúng vào nước phát nhân thấy cha con thánh thần bục phát thế là xong rồi à, thế là làm xong phù thật là ngu dại không hiểu lời Chúa rằng nhân danh cha con thánh linh là bắp têm có nhúng chìm nhân danh cha con nói về bản tính tức là khi mà nhân danh cha con thánh thần ấy tức là nhúng chìm cho họ cho bản tính của Chúa Trời tức là dạy họ ấy về bản tính của Đức Chúa Trời để họ có tính cách của Chúa Giêsu Christ tính cách của Đức Chúa Trời Amen tính cách của Đức Chúa Trời ở đâu tính cách của Đức Chúa Trời đã tỏ ra qua Chúa Giêsu Christ rồi vì Chúa Giêsu Christ đến thế gian và bày tỏ cho chúng ta biết con một của Ngài rồi tôi bày tỏ cho chúng ta biết Đức Chúa Trời rồi và mỗi chúng ta ấy, là trở thành gì ạ là chúng ta trở thành cái phần tiếp theo nối tiếp theo của Chúa Giêsu chúng ta trở thành cái phần tạo vật chúng ta trở thành tạo vật nối dài của Đức Chúa Trời đó. Mà cái điều này anh chị em nhé chính cái bọn mà luyện ôi cái hội mà luyện yoga đấy họ biết điều đó họ biết là con người là cái phần nối dài tiếp theo của đấng tạo hóa của thượng đế à, họ đúng một phần họ đúng một phần nhưng đây đúng có nghĩa là chỉ là cái phần tạo vật nối dài của Chúa Trời thôi à, vì Chúa quyết định như vậy rồi đấy, thế ma quỷ nó biết được một số bí mật ở đó à, nó làm theo nhưng nó biết nó vặn theo chuyện khác nhưng cho nó con dân Chúa thì là ngu dại vì không chịu nhận Đức Chúa làm cha của mình nên là không có sự tương giao quan hệ gần gũi như cha với con nên không biết tấm lòng của cha là cha dựng lên cha nói là tất cả của cha là của con với bầy nhỏ chớ sợ chi vì cha các ngươi trên trời đã bằng lòng ban cho ngươi Đức Thiên Đàng rồi nên bán tất cả mọi sự đi mà đeo theo Chúa để mà hầu việc Ngài để dâng mình cho Chúa để mà nhận biết Ngài là ai và làm theo cha nói là ta dựng nên con giống ta để quản trị muôn vật ta dựng lên con ấy là con có quyền xét đoán thiên sứ huống chi việc đời này Amen nhưng muốn để xét đoán thiên sứ muốn để quản trị thế gian ấy quản trị các thần thánh ấy thì các con phải là tăng trưởng thuộc linh đã các con phải trưởng thành trở thành con bằng không ấy thì cái kẻ kế tự đấy khi còn nhỏ khi còn thơ ấu ấy, thì còn làm nô lệ như sách Galati đoạn 4 có nói vậy rồi nó còn làm nô lệ cho đến kỳ người cha đã định họ phải dưới quyền của kẻ bảo hộ nên vì thế mà cần phải tăng trưởng vì thế những cơ đốc nhân nào mà hoặc là họ là bị dạy giáo lý bẩn thỉu mất dạy của tin tin lành Babylon thần học Babylon tin lành giả dối của Babylon tin lành cứu rỗi hoặc là họ là con đỏ mặc dù chức danh họ có thể giáo hoàng thượng phụ sứ đồ trưởng mục sư trưởng hội trưởng đủ đủ các thứ không quan trọng vì tất cả các danh hiệu đấy nó chỉ để bịp được những người ngu dại không biết cái gì không biết Đức Chúa Trời thôi chỉ nhưng mà vải thưa không thể che mắt thánh được họ không thể che mắt chúng ta được và chúng ta cần phải giao giảng cái sứ điệp đấy ra để cho tất cả mọi dân đều biết đều nghe thấy Amen chúng ta giao giảng cho các thiên sứ phải nghe thấy chúng ta giao giảng cho loài người nghe thấy chúng ta giao giảng cho các tạo vật của Chúa phải nghe thấy cái tin lành vương quốc của Chúa ấy, đấy chúng ta như vậy vì như chúng ta đã giảng rồi ngày này giảng cho ngày nọ mà đêm ngày giảng cho đêm nọ ấy, chuyển cho trí thức đêm nọ và chúng ta chuyển giao tất cả đến khi mà chúng ta gặp Chúa mặt đối mặt một cách tuyệt đối đấy một cách tuyệt đối ừ. Thì sao ạ các tạo vật khác họ nhìn thấy họ đây rồi đây chính là cái ông này bà kia đã từng giảng tin lành cho tôi nghe đây bây giờ tôi mới gọi là được mục kích sở thị đây được mắt tận mắt nhìn thấy người con của Chúa Trời bày tỏ tin lành vương quốc của chúng ta đây thì muôn vật đang nóng lòng trông đợi con cái Đức Chúa Trời để bày tỏ ra mà và đấy nhìn thấy đây rồi bà Hương đây rồi đây với bà này đã từng giảng tin lành cho chúng tôi đây các tạo vật đấy các thiên hà các giải thiên hà thậm chí là một số vũ trụ nữa cũng nói đây đây bà này người này đã giảng tin lành chúng ta từ các thiên sứ cũng nói đúng không đây ông này bà này đã giảng tin lành cho chúng ta cái đạo tin tinh nhuệ của hội thánh trời thương đây của Chúa đây đã giảng tin lành Chúa Vương quốc Chúa cho chúng ta đây thì chúng ta mới biết được như lời Chúa nói rằng là chúng ta dạy các đấng cầm quyền các đấng trên trời đấy để các đấng cầm quyền các đấng trên trời là các thiên sứ thậm chí thiên sứ trưởng của Chúa cũng phải nghe thành rồi thấu được sự đó và ước ao được cái sự đó nghe sự đó qua chúng ta Amen Hallelujah và bây giờ cái nhiệm vụ chúng ta nhé xuất diệt tà linh tôn giáo xuất diệt các đảng phái các băng đảng tôn giáo các hội đoàn tôn giáo Amen và trong đó cộng sản nữa trước tiên cộng sản trước tiên băng đảng cướp phản động cộng sản tiêu diệt hết tất những linh đó tức là chà nát nhân linh đó đúng hơn sau bắt cả linh hồn các lãnh đạo tôn giáo bắt linh hồn của tất thể các lãnh đạo trong chính trị trong các nhà nước Nga nhà nước cộng sản đấy nhà nước Tàu nhà nước Việt Nam nhà nước Bắc Hàn nhà nước Belarus Venezuela rồi Cuba những các nước phản động cộng sản đấy là chúng ta bắt hết về và những cái hội đoàn tôn giáo là bắt hết trong Vatican căn đủ các thứ các thượng phụ giáo hoàng hầu quý giáo chủ tương bắt hết về cho Chúa Amen Amen. Chúa nào thôi chúng ta cầu nguyện đi Chúa ơi trong danh Chúa Christ Chúa ơi giờ đây chúng con đang trong tay của Ngài
Không những thế, chúng con còn tìm Ngài nữa, Chúa ạ. Từ tim Ngài mà chúng con nhìn thấy ý muốn của Ngài. Và Đức Chúa Trời trong lòng chúng con cảm động, lòng chúng con vừa muốn vừa làm theo ý Ngài, Chúa ạ. Ô, vì vậy lời của Ngài ở trong miệng chúng con, Chúa ạ. Ô, để phá, để nhổ, để đồ, để diệt. Và sau đó để dựng, để trồng ạ, Chúa ạ. Chúa cho chúng con núp dưới bóng tay của Chúa, để dựng tầng trời lập nền đất, Chúa ơi. Ô, sự ngợi khen Chúa trong miệng chúng con. Thanh gươm hay nước bén trong tay chúng con đã báo thù các nước, hành phạt các dân, đóng trói các vua chúng nó bằng xiềng và đóng chặt tâm chúng nó, để thi hành cho chúng sẽ đã chép. Và chúng con là cái thánh ngài được biển đấy, Chúa ạ. Chúng có quyền xét đoán thiên sứ huống chi việc đời này, Chúa ạ. Ô, chúng con người quản trị lẽ mầu nhiệm trên trời và những quan xét của ngài trong thế gian này, Chúa ạ. Ô, vì ngài đã lập chúng con ở trên Siôn núi thánh của ngài, Chúa ạ, và giảng ra mã lệnh của ngài. Ô, chúng con đã cầu ngài các ngoại bang cơ nghiệp bắt đầu cũng rất của ngài, Chúa ạ, khiến các dân, ô, các nước, các vua phải suy phục chúng con, Chúa ạ, vì dân và nước nào trong thần phục chúng con sẽ bị diệt vong và những nước đó sẽ hoang vu cả. Chúng con tạ ơn Chúa, chúng con đã búa khí với đánh chặt trong tay của ngài để phá tan các dân và diệt các nước, phá tan ngựa kể cứ ngựa, xe kể cứ xe, phá tan đàn đông đàn bà già trẻ, phá tan trai trẻ gái đồng trinh, phá tan kẻ chăn một bầy nó, kẻ tê đuộm một đôi bò nó, phá tan các quan cai trị, các quan đề hình, Chúa ạ. Ôi, chúng con những cái bừa mới có tăng nhọn bén, và chúng con tán cái núi ra, ô, và nghiền các gò nhỏ cá mịn, gió lê dê ló gió lốc sẽ đùa đi, ô, và chúng con sẽ vui mừng trong và khoe mình trong đấng thánh Israel, cha. Hallelujah, cho con cảm ơn Chúa Shakadabra, vì chúng con là kẻ làm theo mạo lệnh ngài, và những kẻ làm theo mạo lệnh ngài rất mạnh. Chứ mà chúng con có gọi được hừng sau lưng chúng con có luôn ở trên tiêu, ô, và không có một kẻ nào có thể trốn khỏi trước mặt chúng con cả, cho con đi xuyên qua tất cả khí giới mà chẳng bỏ được mình, cho ô, chúng con tiến, và không có một kẻ nào có thể chặn nổi chúng con, cho bất kể các lời cầu nguyện tổng thể, tất cả lời cầu nguyện mũ lũy thừa lên, ô, tổng hợp lên thật kinh khủng rồi, cũng không thể nào chống lại chúng con vậy. Lời ngài đã nói rồi, ô, là nó không chống nổi với Chúa Trời đâu, chưa, vì nó đang đánh nghịch với Chúa Trời, ô, đang đánh nghịch với Chúa Trời. Chúa cầu nguyện chống lại chúng con là chống nghịch với Chúa Trời, và anh kẻ chống lại chúng con chắc chắn bị tiêu diệt trong danh Chúa Jesus Christ, và chúng con vô hiệu hóa tất thảy lời cầu nguyện của các thế lực tôn giáo, ô, chúng con hủy hoại tất thảy mọi sự cầu nguyện trong tôn giáo, ô, các lời cầu nguyện đó như tên lửa đó, chúng đập tan tành trong danh Jesus Christ, tất thảy bộ đồ lý thuộc linh đập vỡ tan, không còn một kẻ nào có thể trốn khỏi được, lột chuồng tất thảy các vua ra, ô, vì ngài đã nắm tay chúng con đặng hàng phục các nước trước mặt chúng con, ngài tháo rên các vua để chúng con trời chuồng chúng ta, ô, và khiến các cửa thành không được đóng lại cho bà con, chúa ạ, phá tan các cửa bằng đồng, bẻ gãy theo cái bằng sắt, chúa ạ, để bàn vật báu chứa trong nơi tối của cải chứa trong đình kín cho chúng con. Hallelujah, cho con cảm ơn Chúa, sa ca bì lờ trong miệng chúng con, ô, ra lưỡi gươm để đánh các dân và cai trị họ bằng cây gậy sắt, chúa ạ. Hallelujah, cho con cảm ơn cha, ngợi khen ngài, vinh hiển công vinh ngài, chúa ạ, hãy sử dụng chúng con, ô, và chúng con công bố lời của ngài như thế này trên môi miệng chúng con, ô, ra sa vần ngài chạy rất mau qua môi miệng anh chị em chúng con trong lúc này, nhân danh Chúa Cha, Chúa Con, Đức Thánh Linh, Amen. Chào khai phóng đi. Ok, Chúa đã chở con, cho em cảm ơn rất nhiều. Ngài cùng tất cả anh chị em con, Ngài sử dụng con làm búa khí giới trong tay Ngài. Chà. Ô Ngài rằng, Ngài mà giữa chúng con chơi, để rồi chúng con mặc lấy bản chất của Ngài, chà. Mặc lấy con người mới chơi. Con bước đi bởi sự dẫn dắt của Ngài. Chúng con biết rằng, ô, tất cả những điều chúng con làm, chà, ô, đều làm theo ý muốn đẹp lòng trọn vẹn của Ngài, cha, ô, con cầu nguyện để ô, tất cả những cái điều mà Ngài đang cho diễn ra ở cuộc chiến ở Ukraine, cha, ô, cầu nguyện để rồi Ngài sử dụng cuộc chiến này chơi để rồi cho ông con nhìn ra được ô, cách thức của Ngài, cha, cho ông con nhìn thấy được rõ ràng hơn những cái điều mà Ngài sẽ làm, cha, ô, Ngài sẽ ô, đập nát tan Babylon chơi để rồi đập nát tan tất cả những cái kẻ mà đã tất cả các kẻ mà đang chống nghịch lại với lẽ thật của Ngài, chống nghịch lại với nước tiên lành nước Đức Chúa Trời, chà, ôn cảm ơn rất nhiều, trời ôi cảm ơn rất nhiều vì Ngài bày tỏ chúng con biết được cái gọi là cái thế lực Babylon tôn giáo, chà, ôn là thế lực mà nó đang gọi là cầm quyền, ô, nó đang là cái thế lực mà gọi là tạo ra cái sự chống đối lớn nhất, ô, cho ô, cái nước trời, cha, ô, vì nó khiến cho ô, mọi người chạy theo nó bằng cái cách mà nó sử dụng lời thật của Chúa để lừa dối, để khiến cho người ta ô tin rằng ô, phải gọi là đi theo những cái sự gọi là giáo lý, những cái sự dạy dỗ ô, sai chặt với lời lẽ thật của Ngài, cha, ô, cầu nguyện đập tan ô, tất cả những cái
Babylon tôn giáo cha ơi, tôn giáo công giáo chính thống giáo ô tin lành kháng cách cha ơi, đập nát tan tất cả những Babylon này cha ơi, cũng còn đi vô nhắc lại ở trong Urina cha ơi, cũng đập nát tan ô Babylon tôn giáo ở Urina cha ơi, ở chính thống giáo cha ơi, công giáo ở tin lành kháng cách cha ơi, để rồi ô con đi vào sâu trong gọi là tất cả những hàng ngũ của Hồng Y giáo chủ những sứ đồ tiên tri ô những thượng phụ cha ơi, cũng đập nát tan tất cả Babylon của con người Babylon của họ cha, cũng nhân linh của họ cha, đập nát tan cái lương tâm của họ cho để đó cùng con đem tất cả những lời gọi là cái linh hồn của họ ở trong và bê tích đa của ngài cha để rửa sạch chơi để đó họ được sinh lại với một con người mới cha, một con người mà nhận biết Chúa ở tin cậy của ngài trở thành những con người mà được Chúa dùng trong những ngày cuối cùng này cha, cảm ơn rất nhiều Chúa con cũng để anh cũng bẻ tất cả những cái sừng của nó cha, những cái sừng nào đó đang khiến gọi là cái Babylon tôn giáo này nó được mở rộng cái địa bàn của nó, mở rộng cái gọi là công việc của nó cha ô, về sân tài chính cha ô, về cái sân về những cái sân về cái giáo lý của nó cha ô, giáo lý nào đó ô, gọi là bằng được củng cố bởi cái sự gọi là bằng cái danh hiệu nào đó ô, không đập nát tan hay sao đây đâu, tất cả những cái sự danh hiệu, tất cả những cái danh hiệu đó nó phải gọi là không còn cái gọi là uy tín nào nơi cha để đâu, ô tất cả những cái danh hiệu mà nó mang danh gọi là theo gọi là dạy dỗ theo sai chặt của ý muốn của ngài thì ô cũng đập nát tan hay chào, và tất cả những người dạy dỗ theo những điều đó họ cũng phải bị tước hay tất cả những danh hiệu đó chào, để rồi ô tất cả những cái công việc của họ nó không được loan truyền ra nữa cho, để rồi đem cái sự gọi là tế bào những cái sự có lồn ô, những cái sự giáo lý lệch lạc và chống lại với lẽ thật của ngài để khiến cho công dân của Chúa cứ chạy theo gọi là sự cứu rỗi chỉ cho gọi là cho con người cha, họ không nhìn biết được tin lành nước Đức Trời, chứ không nhìn biết được nước Trời với còn lại đời đời cha, và con người chỉ là cái phần mà Chúa dùng để phục hồi lại những công việc của Chúa, và con người không phải là trung tâm cha, nhưng trung tâm đó là Đức Trời cha, nước của ngài cha, và công bình của nước ngài cha, cảm ơn rất nhiều Chúa con, xin ngài cùng rồi chúng con đập nát tan Obama gọi là tôn giáo cộng sản chào nhắc là sáng Nga chứ phát xít chào nó đã hành hành để nó chống lại cái gọi là lẽ thật của Chúa, tóm lại tiếng là nước trời được lon rộng ra chà, ô cũng đập nát tan nó chờ ô tất cả những công việc của nó, ô tất cả những cái sự con cái của nó chào cũng rút hết tất cả những con cái của nó chặn nát nơi hòn đá của ngài sợ ô, và cùng đem tất cả những linh hồn của những con người gọi là đứng trong hòn ngủ của cộng sản phát xít Nga chào Putin, những bộ trưởng bộ quốc phòng, bộ trưởng những cái bộ trưởng khác chào cũng đem linh hồn họ nhúng vào trong abitida của ngài để rồi ngài rửa sạch linh hồn họ cho ngài làm cho lương tâm họ được mềm ra chà, để rồi nhận biết Chúa và tin cậy vào ngài cho ăn năn về tất cả tội lỗi của mình chà, để được Chúa cứu cho cảm ơn rất nhiều, cầu nguyện cho cũng đậm nát tan Babylon cộng sản trả ở Trung Quốc, ở Triều Tiên, ở Việt Nam trả, để đầu tất cả những cái Babylon cộng sản này nó phải bị nát hết trời, tất cả những công việc của nó trả, tất cả những sừng của nó trả cũng chặt nát hết trả và vứt nó trả, để đầu nó không còn cái tài chính, không còn tài nguyên để tiếp tục tiếp nối cái công việc của nó trả, và cả những cái sự dạy dỗ những cái tư tưởng của nó cũng phải bị nát tan hết chảo, tất cả những cái sự gọi là truyền thông của nó để hù dọa người khác, để tung gọi là vẽ tô vẽ cho sự gọi là to lớn của nó, nhưng mà nó chỉ là con hổ giá chảo, nó chỉ là kẻ dấu trá chảo, thì kẻ dấu trá gọi là không có quyền gì khoe mình hay chảo, tất cả những điều sâu xa của nó như Chúa đã nói cho Babylon sẽ bị lộ liễu chảo, nó sẽ phải gọi là tất cả những sự lộ liễu của nó sẽ bị phơi bày ra hết chào con, cảm ơn rất nhiều Chúa con, ô xin ngài cùng đầu cùng Babylon cộng sản ở Việt Nam chào con cũng đập nát tan nó chà, để đâu ô Babylon cộng sản Việt Nam không còn có sức để ôm hành hại dân Việt Nam nên chào con chà nát hết tất cả những cái sừng của họ, sừng tài chính, ô cái sừng về về truyền thông chào cái sừng về tư tưởng chào cũng đập nát tan ô tất cả những cái sừng này chà, nhất là cái sừng về truyền thông chà, để rồi
Ô, nó không có lừa dối tung những cái tin đồn và sử dụng những cái con người nuôi ăn những cái gọi là cái cộng cái nhóm nào đó để đâu tung những cái tin mà không đúng rồi gọi là tấn công những con người mà yêu mấy lẽ thật của ngài sao đập nát tan tất cả những điều này sao để đâu tất cả những con người mà liên quan đó sao cũng chả nát tan lương tâm của họ sao để đâu họ được Chúa động chạm và được Chúa thương xót cho để đâu họ được Chúa động chạm trở thành công dân của ngài cha ôn cảm ngài rất nhiều Chúa con ôn giao tất cả anh chị em con lên chân này cha để đâu ngài hướng dẫn con để đâu chúng con mặc lấy ở khí giới của ngài cha mặc lấy tất cả những ngài mũ giáp đai lưng khiên cơm của thánh linh cha để rộng con dùng một cách điều lý cha để ngài dẫn dắt con rèn luyện con cho nên đầu đặc nhiệm của ngài cha cũng cảm ơn rất nhiều ông dân tất cả anh chị em con lên chân này con cùng nguyện danh Đức Chúa Christ amen. Hallelujah. Anh chị em nào tiếp tục nào. Hallelujah. Alo. Dạ, Trung ơi, em Thủy ơi, cầu nguyện nha. Bà đang chăm sóc bà tí. Thầy ơi, thầy cầu nguyện với thầy. Em Thủy với mấy đứa nhỏ đang khóc. Kết thúc rồi nhá. Ô lạy Chúa trong linh Christ, luôn cảm tạ ơn Chúa lời ngài chạy đất mau cho ạ. Ô lời ngài triệt hạ tất thảy nguồn sinh lực của băng đảng cướp phản động cộng sản Việt Nam. Lời ngài chặn tất thảy nguồn sinh lực Urasa về con người, về tài nguyên, về tài chính, về vật chất. Urasa cả về tư tưởng cho ạ. Ô của băng đảng, ô cướp phản động cộng sản đổi màu Nga, ô Trung Hoa, ô Bắc Hàn, Sakada Barabara, Venezuela, ô Belarus, Urasa cả về Việt Nam, rồi Urasa cả về Venezuela, Barasaka, Antilo, Barabara, Cuba. Ô trong danh Chúa Cha, Chúa Thánh Linh, ô ta triệt tiêu hết tất thảy và cách chức hết tất thảy các lãnh đạo của đảng cướp này. Thì cây nào ô mà không phải cha ta trồng thì bị chặt bỏ. Vì vậy trong danh Chúa Jesus Christ ta chặt bỏ hết tất thảy cái cây mà Đức Chúa không trồng, tất thảy cỏ lùng ô mà ma quỷ đã gieo vào trong đất của Đức Chúa Trời. Khi những người hầu việc của Đức Chúa Trời gọi là hầu việc Chúa nhưng ngủ gục đi bởi cái tin lành cứu rỗi bẩn thỉu ô uế đó, ô trong quả kép đó bởi thần học giáo điều Babylon khốn nạn đó, Shakadabara tự lập tan tành vì ngủ gục nên ma quỷ đã đổ cỏ lùng vào đó và cỏ lùng đã mọc lên đầy trong hội thánh Đức Chúa Trời và thiên sứ của Chúa cái kỳ phán xét của Chúa cái mùa gặt đã đến rồi ô và quăng liềm xuống trong tay Chúa Jesus Christ ô là trong ngôi vị của Đức Chúa Cha ô là sacra trong ngôi của ngài trong ngôi Chúa Jesus Christ ngay giờ này ta quăng liềm xuống cho thiên sứ Chúa gặt đi trong thành Chúa Jesus Christ với thiên sứ trưởng Michael trong danh Jesus Christ gặt trong thành Chúa Jesus Christ sacra thiên sứ trưởng Michael cùng đạo binh của ông tất cả các cherubim các seraphim nhân danh Chúa Cha Chúa Thánh Linh ô là sẽ hãy tổng động viên tất cả các thiên sứ lại trong danh Đức Chúa Trời hàng sống của chúng ta, Sakara ta đã quăng niềm xuống rồi, hãy gặt đi, Sakara ba ba cái rìu hãy tra vào tận rễ và chặt hết tất thảy cái cây ô của tôn giáo, tất thảy tôn giáo Babylon, ô ra trong công tin lành công giáo, tin lành kháng cách, tin lành chính thống giáo, ô của tất thảy các loại đạo giáo, hồi giáo, nho giáo, cộng sản, quái giáo, do thái giáo, ô Phật giáo, Sakara ba 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 lão giáo và tất thảy các loại tôn giáo khác chặt trong danh Chúa Jesus Sakarabam Yudusabare với Đức Chúa Trời kẻ ham đổ huyết và người giả ngụy không sống nửa số ngày đã định cho mình Đức Chúa Trời sẽ sâu chúng xuống hầm diệt vong còn ta sẽ tin cậy lời Chúa vì vậy trong danh Jesus Christ ta rút lại tất thảy thời điểm nhiệm kỳ thời hạn Urasaka và sinh lực cũng như mạng sống Urasaka của các vương tử Urasaka của tất thảy những con đầu lòng của sư Điếp Tô trong một giờ tất thảy con đầu lòng của Điếp Tô tất cả thái tử đều bị chết hết trong một giờ ngay giờ này trong thành Chúa Jesus Christ tất thảy con nhỏ Babylon bị đập chết hết tâm mổ bụng tất thảy Babylon tất thảy con nhỏ Babylon con cái Babylon tâm mổ bụng và noi hết ta con nhỏ đập chết hết con nhỏ của nó lên hòn đá tất thảy tư tưởng mọi sắc dân Rasakaraba trong chính trị kinh tế thương mại truyền thông thể thao văn hóa nghệ thuật khoa giáo dục quân sự quốc phòng an ninh giải trí đều đập hết
trong thánh Jesus Christ. Mọi chương trình, mọi kế hoạch của mày đập chết hết, mọi tổ chức mày đập chết hết trong thánh Jesus Christ, và ta móc lấy tất thảy mọi linh hồn mà mày đã nuốt ra. Ô ra sa, ta bóc cổ mày và bóc hết tất thảy ra những linh hồn, đó là cái của báu mà Đức Chúa đã ban chúng ta, là linh hồn của các thượng phụ, linh hồn của các giáo hoàng, linh hồn hồng y giáo chủ, linh hồn của các cha đạo, các giám mục, tổng giám mục, linh hồn của các phó tế, linh hồn của các thầy tu, Shaka, linh hồn các sơ sãi, Shaka la babari, linh hồn của các chấp sự rồi, Shaka trưởng lão, linh hồn của tất thầy kẻ chăn bầy, các trưởng lão, linh hồn các sứ đồ, linh hồn các tiên tri, linh hồn các thầy giảng, linh hồn các linh mục, linh hồn Orasa các mục sư, linh hồn tất cả giáo sư, ta đòi hết linh hồn họ lại trong kho của Đức Trời ta, qua tất thảy cái cửa, năm cái vòng cửa mà ta mở ra trong Avida trong lòng chúng ta đây, một cửa cho châu Âu, một cửa qua châu Á, một cửa cho châu Úc, một cửa châu Phi, một cửa châu Mỹ, Shakada Barasakada Babirasaka Aljira Borosokada Babirenta Dudu Orasakada Babirensaga, bất luận gì cũng được cứu trong danh Chúa Cha Chúa Thiên Linh, Hallelujah, ta gọi lửa thạnh độ dưới trời như Chúa nói rồi, là cơn bão lớn Đức Giê-hô-va đã phát ra, một cơn bão lớn, cơn thạnh nộ Ngài đã phát ra trên đầu kẻ dữ, và sự thạnh nộ Ngài không trở về cho ân kỳ mà Ngài làm chọn ý tưởng đã con định trong lòng Ngài, và trong ngày sau rốt chúng ta hiểu điều đó. Hallelujah, cảm ơn Chúa. Ô cơn thạnh nộ của Chúa, cơn lửa thạnh nộ cho hủy diệt Ngài đổ xuống cho Sakarababribe, đổ xuống trên tất thảy các đoàn quân của Nga, ô Rasaka đoàn quân của quân phản động phát xít Nga, ô Rasaka đoàn đổ xuống tất thảy các nguồn tài chính, ô Rasakarababribe các nguồn tài khoá của nước Nga, của ô Rasakarababribe của Trung Cộng, của Việt Cộng, tất thảy các nguồn kiều hối ô đều bị chặn lại hết trong thánh Jesus Christ. Ô ta công bố sự hoảng loạn giữa nội bộ của băng đảng phản động này. Ô ta công bố tất cả bộ chính trị tự diệt nhau, chúng nó đánh diệt nhau say vì máu mình như rượu mới. Ta công bố sự lộn xộn cực điểm, sự hoảng loạn cực điểm ô trong hàng ngũ lãnh đạo ô của các tướng tá, hàng ngũ lãnh đạo ô ra sa của bộ chính trị, của ban chấp hành trung ương đảng cộng sản Việt Nam, Shakarababu sự hỗn độ cực điểm. Ô là chúng nó đốt lò nhau và tiêu diệt nhau ô qua tất thảy mọi ô chiêu bài chống tham nhũng, bài trừ tham nhũng, thanh trừng tham nhũng, ô các loại chiêu bài chúng trừng phạt nhau trong danh Jesus Christ. Ta công bố và sức dầu cho Jehu đem đảo chính, đất đổ Nhà Áp và Jezebel, diệt Nhà Áp và Jezebel, Shakadabra diệt tất thảy các thầy dạy của chúng, diệt tất thảy trước diệt làm cỏ hết ô cái tư tưởng ô cộng sản, Shakadabra dưới trời này nhân danh Chúa Cha Chúa Thánh Linh, ô diệt hết tất thảy những ô giáo sư giả, diệt hết tất thảy những tiên tri giả, diệt hết tất thảy Shakadabra các kẻ yêu nước giả, Shakadabra Yudosodo ô tất thảy các sơ đồ điều hành hội thánh, ô tất cả sơ đồ điều hành đất nước và thế giới này, ô đập hết, diệt hết tất thảy những kẻ gian ác đó, ô Rasakadabra tất thảy kẻ làm công gian ác cho người Israel đó, diệt hết trong danh Chúa Giêsu, Rasakadabra và đòi linh hồn họ lại đây, ô thân thể họ có thể phó cho quỷ Satan nhưng linh hồn họ phải được cứu trong ngày phán xét của Đức Trời chúng ta. Hallelujah, chúng con cảm ơn Chúa, ngợi khen Chúa vì lời Ngài trong miệng chúng con đã đi rồi Chúa ạ, thì chắc chắn phải ô ra bông trái như Ngài mong muốn Chúa ạ, sẽ không trở lúng nhưng Chúa ơi, chúng con cảm tạ ơn Chúa vì lời Ngài trong miệng chúng con. Hallelujah, chúng con làm miệng của Ngài Chúa ạ, ô Rasaka nhờ cái công nghệ bóc tách làm người mà Ngài đã chuyển giao chúng con, mà chúng con trở thành miệng của Ngài Chúa ạ. Ô là những điều chúng con nói là Ngài nói Chúa ạ. Ô ra sa ka da ba ra ba ra sa ka da ba ra về Ngài, chính Ngài nói miệng chúng con Chúa ạ. Ô chúng con yêu điều quý yêu và ghét điều chúng ghét Chúa ạ. Chúng yêu con người từng con người một Chúa ạ. Ô ra sa tất cả linh hồn con người này đều quý giá trước mặt chúng con, trước mặt Ngài Chúa ạ. Chúng con yêu họ, ô và diệt hết tất thảy các ô liên minh bẩn thỉu đó của họ Chúa ạ, để họ được ra khỏi mọi cơn ngáo đá u mê tăm tối của tôn giáo của cộng sản, ô điện bàn của Babylon Chúa để trở về với Ngài, cho tạ ơn Chúa mà vinh quang dâng cho Ngài nhân danh Chúa Cha Chúa Con Thánh Linh. Amen. Amen, cảm tạ Chúa. Amen. Chắc chắn ngày sắp tới chúng ta nhìn thấy quân Nga sẽ bị bại hoại ra sao, sẽ bị tiêu diệt ra sao, và chế độ của Nga đấy sẽ bị thay đổi. Thế thôi. Như Chúa đã từng làm với nước Đức và nước Israel thế chiến thứ hai đấy. Nước Đức đã muốn tiêu diệt Israel, thế nhờ không diệt được mà ngược lại lại khiến Israel trở thành một quốc gia sau thế chiến hai đấy. Thế còn nước Đức quốc xã từ cái nước độc tài phản động như vậy, phát xít như vậy, trở thành một cái nước mà thân thiện như bây giờ. Tất nhiên đấy chỉ phần nhỏ thôi, chúng ta nhìn thấy còn Babylon còn phải diệt nữa, còn diệt nữa Babylon. Babylon là kẻ thù nguy hiểm nhất, nó nguy hiểm cả quỷ Satan, vì quỷ Satan đã thất bại rồi, Chúa đã dùng thập tự giá chiến thắng nộp ta tỏ tường thiên hạ rồi. Nhưng Babylon lấy kẻ là linh con người, là liên minh con người, nó tương tự như là hội thánh của Chúa vậy. Hội thánh của Chúa thì liên minh con người giống Chúa để cai quản muôn vật. Thế còn các liên minh khác mà không giống Chúa mà không cai quản muôn vật đấy thì không phải liên minh của con người mới, không phải hội thánh của Chúa.
và tất thảy đời không phải đấy sẽ bị là trừng phạt hết, vì sự phán xét Chúa khỏi từ nhà của Ngài mà. Amen. Amen. Hallelujah. Quân đội cộng sản sẽ đánh học bại hoàn toàn. Giờ cô tắt đi để học không ạ? Đã có, tắt đây chúng ta học nhé.